Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai của bài Thân phận tứ quý của tác giả Phạm Quang Trình. Đối tượng thứ hai, các vị dân cử. Khi nói tới những vị dân cử, người ta liên tưởng đến các dân biểu, nghị sĩ tại quốc hội trong các nước có sinh hoạt dân chủ. Việt Nam Cộng Hòa là nước dân chủ theo khuôn mẫu của Tây Phương, nghĩa là tôn trọng quyền tự do dân chủ của người dân. Việt Nam Cộng Hòa được thành lập từ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm về chấp chính. Sau cuộc trưng cầu dân ý, Truất Phế Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, sau khi dẹp tan các giáo phái, thống nhất lực lượng quốc gia thì tình hình an ninh trở nên khả quan. Nhờ phong trào tố cộng được phát động mạnh mẽ khắp nơi trên toàn quốc, các ổ Việt Cộng nằm vùng do Cộng sản Bắc Việt gài lại ở miền Nam đã bị các cơ quan an ninh và quân sự của Việt Nam Cộng Hòa phát hiện và phá tan. Tổ chức hành chánh từ trung ương đến địa phương đã được cải tổ quy mô. Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mang một bộ mặt mới, lấn át cả bộ mặt lem luốc của Hồ Chí Minh tại miền Bắc. Phải nói thật rằng, trong suốt hơn một thế kỷ qua tại Việt Nam, chưa có chế độ nào đem lại cho nhân dân một đời sống thoải mái với cơm no áo ấm như thời đệ nhất Cộng Hòa, ít nhất là 5 năm đầu. Dân chúng miền Nam sống trong an bình thịnh vượng. Bởi đó, chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã được dư luận thế giới rất nể trọng. Cứ cái đà này, miền Nam sẽ không mấy chốc từ một nước chậm tiến có thể vươn lên thành một nước mở mang phát triển. Trước một miền Nam sung túc lớn mạnh về mọi mặt sẽ là một nguy cơ cho miền Bắc dưới chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Sau cuộc cải cách ruộng đất đã trở thành đói nghèo lạc hậu. Bởi đó, tập đoàn Cộng sản Hà Nội được lãnh quan thầy Nga Hoa âm mưu thông tính miền Nam bằng chiêu bài chiến tranh giải phóng. Nhưng dù có âm mưu và được quan thầy tiếp viện ầu ạt bỏ khí súng đạn, chúng vẫn chưa gây được thanh thế như sau cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 63. Bởi vì dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, an ninh được bảo đảm, việc xâm nhập phá hoại của Việt Cộng hầu như đều bị ngăn chặn và phá vỡ kịp thời. Có thể nói năm 1961, cường độ chiến tranh xâm lược của ngụy quyền Cộng sản Hà Nội gia tăng đáng kể, nhưng cũng là lúc quốc sách ấp chiến lược ra đời và được phát động mạnh mẽ khắp lãnh thổ miền Nam. Chỉ 2 năm sau, với trên 8.000 ấp chiến lược được thành lập trên toàn quốc, Giặc Cộng coi như đã bị cô lập chờ ngày bị tiêu diệt. Bạch thư của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tố cáo ngụy quyền Cộng sản Hà Nội là thủ phạm xâm lược và là cha đẻ của mặt trận giải phóng miền Nam. Ủy ban kiểm soát đình chiến gồm 3 thành viên là Ba Lan, Ấn Độ và Canada, thì 2/3 tức Ấn Độ và Canada đã xác nhận quan điểm và lập trường của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là đúng. Riêng Ba Lan thuộc phe Cộng sản nên buộc phải tuân theo chỉ thị của Liên Xô là phải chống lại. Tại quốc hội, toàn thể các dân biểu đều là người quốc gia, sinh hoạt có thể thống, hoàn toàn không có dân biểu đối lập thân cộng như thời đệ nhị Cộng Hòa. Có một số nhân vật mệnh danh là đối lập như cái gọi là nhóm Caravan, nhưng cũng chỉ gửi thư đề nghị cải tổ chứ chưa có hành động chống đối nào, dù nhóm này đã được CIA và Tòa Đại sứ Mỹ liên lạc xúi giục, gây áp lực với chính phủ. Có một vài người trong số những nhân vật này, ngay từ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm về chấp chính, tháng 7 năm 1954 đã được mời ra cộng tác, nhưng vì sự hăm dọa của Bình Xuyên đã rút lui. Khi tình hình ổn định, mấy ông này lại thấy tiếc, muốn ra hợp tác, nhưng chính phủ Ngô Đình Diệm không dùng nữa, từ đó nảy sinh bất mãn. Có thể nói thời đệ nhất Cộng Hòa, cái gọi là tứ quý hầu như số lượng bị Cộng sản xâm nhập, tuyên truyền, rủ rê, mua chuộc còn ít ỏi. Ngoại trừ một số trí thức ngây thơ du học bên Tây thời Pháp thuộc, vốn đã bị Cộng sản dụ dỗ, có cảm tình với chúng. Nhưng sang đến thời đệ nhị Cộng Hòa 1963-1975, sau cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 63 do CIA và bọn tướng lãnh Đâm Thuê chém mướn thực hiện, thì hệ thống an ninh quốc gia đã bị phá vỡ do nạn tham nhũng và sự bất lực của giới lãnh đạo mới. Do đó, Việt Cộng được đà xâm nhập dễ dàng vào mọi lĩnh vực,
mà điển hình là bọn Tứ Quý. 4 năm đầu sau cuộc đảo chính, cường độ chiến tranh gia tăng với sự hiện diện của 540.000 quân sĩ Hoa Kỳ và 100.000 quân đồng minh Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Đại Hàn, Phi Lục Tân, nên nhóm Tứ Quý chưa xuất đầu lộ diện công khai. Trong giai đoạn này, phía hành pháp thì hai phe Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ còn đang tranh giành ảnh hưởng để nắm chức tổng thống nên chưa rảnh tay. Do đó, có thể nói cuộc bầu cử quốc hội gồm Hạ nghị viện Pháp Diệm I 1967-1971 và Thượng nghị viện 1967-1973 là trong sạch. Hơn 60 liên danh, mỗi liên danh 10 người ra tranh cử nghị sĩ, mà 6 liên danh nào được cao phiếu nhất sẽ đắc cử. Còn ứng cử viên dân biểu Hạ nghị viện thì vô số kể. Với 38 tỉnh và thị xã, chỉ lấy có 137 dân biểu, thì trung bình mỗi đơn vị mỗi nơi có từ 10 tới 20 ứng cử viên tranh nhau. Rõ ràng là họ đổ dồn nỗ lực vào việc tranh nhau chức nghị sĩ ở Thượng nghị viện hơn là dân biểu Hạ nghị viện. Dĩ nhiên nơi nào, địa điểm nào các ứng cử viên cũng phải dùng đủ mọi mánh khóe, kể cả tiền bạc để vận động cử tri và mua chuộc các chức sắc tôn giáo và nhà cầm quyền địa phương. Cái gọi là đối lập ở quốc hội trong vài năm đầu hầu như chưa có, nếu có cũng chỉ trong cung cách đúng đắn để tạo uy tín chứ chưa đến độ đối đầu như thời Pháp Nhiệm II, vì lúc đó các chức vụ trong văn phòng Thượng viện và Hạ viện, các chủ tịch ủy ban đều được bầu theo thể thức đơn danh, ai có khả năng uy tín dễ dàng được bầu vào các chức vụ của quốc hội. Người ta thấy ở Thượng nghị viện, giới lãnh đạo được bầu rất là có uy tín. Luật sư Nguyễn Văn Huyền được bầu vào chức chủ tịch. Các chức vụ khác cũng được các nghị sĩ có uy tín đảm nhiệm theo khả năng và kinh nghiệm. Tại Hạ nghị viện, cụ Nguyễn Bá Lương được bầu làm chủ tịch trong 4 năm liền. Cụ Lương là người hiền lành, dễ bảo, dĩ nhiên được bên hành pháp Nguyễn Văn Thiệu tín nhiệm. Còn ông Nguyễn Bá Cẩn lúc đó còn hơi cứng đầu, chưa được tin dùng, phải qua pháp nhiệm hai. Ông Nguyễn Bá Cẩn mới được hành pháp và các dân biểu thân chính tín nhiệm làm chủ tịch mấy năm liền, cho tới khi được ông Thiệu mời qua làm thủ tướng 8 ngày lót đường cho họ chạy khỏi nước, theo kế hoạch của Mỹ. Xin nói thêm, vào lúc mới bầu xong quốc hội lập pháp 1967, lúc đó liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đã được hai ông thỏa thuận sắp xếp lại do áp lực của quân đội và Hoa Kỳ. Nhưng đó là liên danh đồng sàng dị mộng, sớm muộn rồi cũng bể làm hai, anh đi đường anh, tôi đường tôi. Mới đầu bên hành pháp, người của ông Kỳ còn nắm nhiều chức vụ then chốt, nhưng dần dà nhờ cái thế thượng phong, ông Thiệu đã thu hồi lại quyền lực vào trong tay mình, và ông Kỳ vì non cơ đành bó tay. Tại Hạ nghị viện, ông Kỳ mới đầu cũng định vận động thành lập khối cho phe mình, nhưng lại chơi lối quân tử Tào, mời ăn uống thù tạc để lấy cảm tình nên kết quả không được là bao. Ông Thiệu thì thực tế hơn, dùng tiền để mua chức, mua phiếu. Ai theo phe ông Thiệu thì có 50.000 đồng tươi rói. Tiền này do chính ông Nguyễn Cao Thăng trao tận tay ở văn phòng. Ai không theo thì tay không. Kết quả cái lối hành xử của ông Thiệu tuy nắm được đa số thân chính, nhưng lại dồn người có liêm sĩ vào cái thế đối lập. Người ta thấy những vị thuộc phe nhóm đối lập trong giai đoạn đầu ăn nói hành xử đúng đắn và gây được ít nhiều thiện cảm của dư luận. Chỉ gần đến năm cuối của Pháp Nhiệm I thì các dân biểu thân cận mới từ từ ló đầu ra, như Hầu Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Phan Xuân Huy, Kiều Mộng Thu. Các dân biểu này đều quy tụ trong khối xã hội, do dân biểu Phan Thiệp, một đảng viên Quốc dân đảng làm trưởng khối, có khuynh hướng thân Phật giáo Ấn Quang. Hầu Ngọc Nhuận lúc đó được bầu làm chủ tịch ủy ban xây dựng nông thôn, hoạt động mạnh nhất, liên kết chặt chẽ với nhóm thầy tu cấp tiến, như đã nói trên. Kiều Mộng Thu thì ra mặt thân Ấn Quang, vì là người của các thầy nhưng cũng được các thầy yêu quý, nhưng lại cặp bồ với dân biểu Trần Ngọc Châu. Kiều Mộng Thu tên thật là Trương Ngọc Thu, người An Giang tức Long Xuyên, làm thơ lấy bút hiệu là Kiều Mộng Thu.
có thi phẩm lá đổ trên 10 đầu ngón tay. Vì thấy bà ta quậy quá nên báo chí đặt cho cái tên là Nàng Kiều Lá Đổ. Cái mộ dân biểu Nàng Kiều Lá Đổ này nổi tiếng cướp chồng người khác, khiến bà vợ ông phó tỉnh trưởng Nguyễn Chức Sắc có lần ra điên, cởi hết quần áo trần như nhộng chạy ra đường. Khi dân biểu Trần Ngọc Châu bị chính quyền Nguyễn Văn Thiệu nhốt vô khám vì bí mật liên lạc với anh ruột là tên Việt Cộng Trần Châu Khang, thì Kiều Mộng Thu vật vã khóc la ghen hỏi, báo con ông lúc đó làm bài thơ nổi tiếng về Nàng Kiều Lá Đổ. Ông Nguyễn Trường Đoàn, nhân viên làm việc ở Hạ Nghị Viện, gặp bà Kiều Mộng Thu đi ngang qua hành lang liền kêu, bà dân biểu ơi, bà làm thơ hay quá. Báo con ông đăng rùm lên, bao nhiêu người chen chúc nhau mua đọc thơ của bà đấy. Kiều Mộng Thu liền móc bóp, tiền đây, anh chạy mau ra mua giùm tôi một số. Ông Đoàn mua báo con ông về, đưa cho bà ta đọc. Châu ơi, ta bảo châu này, châu vào trong khám châu cày với ai? Và châu ơi, ta bảo châu này, châu vào trong khám ai cày với ta? Kiều Mộng Thu mặt đỏ như trái cà chua, vội xé dục vô sọt rác. Bề mặt là như thế, còn bài trái thì đám dân biểu mệnh danh là đối lập cũng làm nhiều trò bỉ ổi tồi tệ. Chống đối thì cứ chống đối, nhưng tiền thì vẫn có thể nhận ngầm của hành pháp. Hai tên lố lăng nhất là Lý Quý Trung và Dương Văn Ba. Lý Quý Trung con ông Lý Quý Phát, một thời làm phó đô trưởng Sài Gòn. Lý Quý Trung bỏ dở ở Học viện Quốc gia Hành Chánh, là một tên trốn quân dịch, được Bộ trưởng Thanh niên Võ Long Triều thời nội các Nguyễn Cao Kỳ cho làm giám đốc nha thanh niên, sau ra ứng cử dân biểu và may mắn đắc cử. Là dân biểu, nhưng Lý Quý Trung lại tổ chức sòng bạc ở nhà bên chợ lớn, sát phạt nhau và lấy tiền sâu. Dương Văn Ba cũng là một tên cờ bạc ăn bẩn, nên bị các đồng viện gọi là Dương Văn Bẩn. Lý Quý Trung chủ sòng bài nhưng lại thua đậm, nợ Dương Văn Ba cả trăm ngàn, không có tiền trao. Lý Quý Trung viết giấy nợ đưa cho Dương Văn Ba vào phòng phát ngân Hạ Nghị Viện chặn lương. Vì có thơ riêng viết tay của Lý Quý Trung, nên đúng kỳ lương, Dương Văn Ba vào nhưng lại bị phát ngân chặn lại đưa thơ của Lý Quý Trung viết. Lương của tôi phải do đích thân tôi lãnh, làm Dương Văn Ba nội giận quát tháo om sòm, đù cha đù mẹ thằng Lý Quý Trung, ngay cả hội trường Hạ Viện. Nhưng vẫn chưa hết, Lý Quý Trung theo phò Dương Văn Minh ứng cử tổng thống năm 1972 và hoan hoang tuyên bố nếu ông Thiệu độc diễn sẽ từ chức dân biểu. Ai ngờ ông Thiệu cứ tiến tới, Lý Quý Trung chới với, không dám từ chức. Vì sợ nha động viên gọi đi lính, miệng nói không lãnh lương, nhưng tháng nào cũng lãnh đủ không thiếu một xu. Cho tới khi Dương Văn Minh được trao chức tổng thống để đầu hàng Cộng sản, Lý Quý Trung được chức Bộ trưởng Thông tin một ngày của nội các Vũ Văn Mẫu. Mà việc đầu tiên và duy nhất là làm phóng viên phỏng vấn tên sinh viên Cộng sản Huỳnh Tấn Mẩm ở đài phát thanh Sài Gòn sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nguồn tài liệu riêng của người viết và trích từ Gần Thác Đời Tôi, bản thảo hồi ức của cụ dân biểu Đặng Văn Phương, Pháp Nhiệm 1, 1967-1971, đơn vị Kiên Giang, chưa xuất bản, hiện định cư tại Hoa Kỳ. Lúc đó, thời Pháp Nhiệm 2, 1971-1975, các cuộc biểu tình chống chính phủ thường hay diễn ra công khai tại tiền đình Hạ Viện, bây giờ là nhà phát thanh thành phố của Việt Cộng, thành phần gồm đủ thứ, sư, cha, trí thức, sinh viên, học sinh, nhiều dân cử thuộc khối dân tộc xã hội, thân ấn quan cũng nhảy ra hợp tác, cảnh sát dã chiến lại được điều động tới để dẹp các cuộc biểu tình bằng lựu đạn cây. Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, Ngô Bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên và một đám học sinh hồ ra làm theo. Có lần cảnh sát dã chiến dùng vòi nước xịt ngay vào mấy mụ. Nước xịt thấm quần áo làm cho các mụ ngứa quá, vội chạy vô sở công tác ủy ban Hạ Nghị Viện. Nhân viên cảnh sát đồng bào ngoài phố được chứng kiến một màn thoát y vũ độc đáo. Các mụ tự động cởi chuồng 100% vui đấu để. Từ đó các mụ tận quát không dám ra mặt đi biểu tình nữa. Từ 1971-1975, Quốc hội lưỡng viện đều theo lệnh của hành pháp qua tay của Phụ tá Nguyễn Văn Ngân,
vừa được nâng lên thay phụ tá Nguyễn Cao Thăng mới qua đời vì bệnh ung thư. Theo chỉ thị của hành pháp, các dân biểu thân chính tiến hành việc tu chính nội quy của Hạ nghị viện, việc bầu các chức vụ văn phòng và các chủ tịch ủy ban theo thể thức liên danh, thay vì đơn danh như thời pháp nhiệm một. Theo thể thức này, những dân biểu thuộc loại gà nhà mà dư luận báo chí gọi là dân biểu gia nô của hành pháp, theo lối bầu lấy thịt đè người, nắm hết các chức vụ, kế hoạch cũng vẫn là sử dụng tiền bạc để mua chuộc quy tụ. Tất nhiên đa số chạy theo hành pháp để vừa có tiền lại vừa có chức. Bên thượng viện cũng sửa nội quy, bầu các chức vụ theo thể thức liên danh. Nghị sĩ nào có uy tín và dư giả tiền bạc thì mới dám về phe đối lập hay độc lập. Cụ Nguyễn Văn Huyền, thủ ủy liên danh Bông Huệ tái đắc cử trong cuộc bầu cử bán phần thượng viện năm 1973, đã từ chức để phản đối. Trong khi đó, như đã nói trên, bác sĩ Nguyễn Duy Tài thuộc liên danh Hoa Sen của giáo sư Vũ Văn Mậu, xa rào chạy theo phe thân hành pháp, do nghị sĩ Trần Văn Lắm làm chủ tịch thượng nghị viện để được chức chủ tịch ủy ban ngoại giao. Tại Hạ viện, hành pháp vẫn nắm đa số qua hai khối Cộng hòa và khối Độc lập. Nhờ có tiền bạc và thế lực, các dân biểu khác quy tụ trong hai khối dân tộc xã hội, trưởng khối là luật sư Trần Văn Tuyên, và khối cấp tiến, trưởng khối là dân biểu Nhan Minh Trang. Số còn lại khoảng trên chục người thành nhóm dân biểu quốc gia cũng gọi là dân biểu độc lập. Trên hình thức là như thế, nhưng cũng có những ông bà dân biểu đối lập ngầm nhận tiền của hành pháp để báo cáo, nên dư luận mới gọi là đối lập cũi. Lập trường của các dân biểu đối lập này phần lớn là chống lại đường lối của hành pháp và phe thân chính. Cực đoan và quyết liệt nhất là số dân biểu thân ấn quan trong khối dân tộc xã hội. Thời đại nhất Cộng Hòa, những tên Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Kiều Mộng Thu, Phan Xuân Huy, Lý Quý Chung, vân vân, chưa dám thò cái đuôi Thiên Cộng ra mà phải sau 30 tháng 4 năm 75 mới công khai lộ diện. Có thể Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa đã biết ít nhiều hành tung của chúng, nhưng cứ để yên theo dõi, đặc biệt nhất là Đinh Văn Đệ, nguyên tỉnh trưởng Tuyên Đức, dân biểu phe thân chính, khối Cộng Hòa, đương kim chủ tịch ủy ban quốc phòng, lại là tên Việt Cộng nằm vùng khéo che giấu nhất. Để được người chú ruột Việt Cộng tên Đinh Văn Úc, có bí danh là Chính Mẫn, móc nối vào năm 1969, sau biến cố Mậu Thân để làm công tác gián điệp, cung cấp tin tức quân sự cho Cộng sản. Phải đợi đến sau 30 tháng 4 năm 75, Đinh Văn Đệ mới xuất đầu lộ diện mang cấp bậc sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố của Việt Cộng. Hầu như các dân biểu thân cộng khác cũng vậy, nghĩa là chỉ được móc nối khoảng thời gian sau Tết Mậu Thân 1968. Đặc biệt từ khi hòa đàm Ba Lê bắt đầu, đây là thời điểm thuận lợi cho tình báo của Việt Cộng vì Hoa Kỳ với Tổng thống Nixon đang muốn rút quân ra khỏi Việt Nam sau khi đã thỏa thuận ngầm với Trung Cộng. Việt Cộng đưa ra chiêu bài thành phần thứ ba, nhưng thực chất là Việt Cộng nắm đầu chi phối. Những thành phần chống đối chính quyền Nguyễn Văn Thiệu dễ dàng ăn vào cái bã mới đầy nguy hiểm này bởi chủ trương hoạt đầu và cơ hội chủ nghĩa. Họ không theo được Thiệu, càng không muốn bị chụp cái mũ Việt Cộng, nên cảm thấy hãnh diện khi tự cho mình đứng vào thành phần thứ ba, với hy vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chính phủ liên hiệp ba thành phần. Thật ra, nhóm dân biểu thuộc loại tứ quý do Cộng sản lợi dụng giật dây không nhiều, nhưng chúng có đất dụng võ là nghị trường, tức trụ sở quốc hội, và nhờ phối hợp với nhóm truyền thông báo chí nên dễ gây được tiếng vang. Đối tượng truyền thông báo chí. Báo chí truyền thông là lực lượng rất đáng kể như ngành báo chí tại Hoa Kỳ. Truyền thông báo chí tại Hoa Kỳ phải nói thật là đẹp vì chủ trương tôn trọng sự thật. Lực lượng báo chí ấy rất đáng được coi là quyền thứ tư sau ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tại các nước dân chủ, vì báo chí đã ảnh hưởng rất nhiều đến đường lối lãnh đạo chỉ huy của các quyền kia. Ảnh hưởng rõ nhất là trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, báo chí với những tiết lộ đậm trời về cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 63 do chính quyền Kennedy đạo diễn, về các bí mật quốc phòng, về vụ Watergate
đến việc từ chức của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon. Chỉ cần một bài viết cũng đủ làm cho nhiều giới nóng mặt. Nhưng bên cạnh việc tôn trọng sự thật ấy, báo chí cũng có nhiều nhược điểm và sai lầm. Cộng sản chỉ cần khai thác những điểm đó, chẳng hạn về những bí mật quốc phòng và nhiều vấn đề tế nhị khác, không nên tiết lộ hoặc tiết lộ sớm, đều có hại cho sách lược chỉ đạo chiến tranh ở Việt Nam. Vì qua báo chí, cộng sản có thể đo lường được cảm nghĩ và phản ứng của dân chúng để có thể khai thác thêm nhằm thủ lợi. Mặt khác, không phải báo chí loan tin đều là sự thật. Có những bài báo được tung ra với chủ đích xuyên tạc hoặc bi thảm hóa thực trạng để gây chấn động dư luận, như thời chính quyền Kennedy âm mưu lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm. Báo chí Mỹ đã đưa ra các bài viết và các hình ảnh xấu của chế độ đệ nhất Cộng Hòa để lèo lái dư luận dân chúng chán ghét chế độ ở miền Nam. Thành ra trong cái lợi lại có cái hại, cộng sản thì dư biết thực chất của tự do báo chí, nên trong xã hội cộng sản, không bao giờ chúng chấp nhận cho tự do báo chí. Báo chí và công tác văn nghệ theo quan niệm của cộng sản là phải phục tùng chính trị, là công cụ của đảng, đảng bảo viết sao thì phải viết vậy. Báo chí và cả dân chúng không được phép phát biểu ngược lại đường lối của đảng. Trong các nước cộng sản ngay như Việt Nam hiện nay, ngành báo chí tuy số lượng sau này có nhiều hơn, nhưng nội dung rất nghèo nàn. Nếu thời 1975, Việt Nam Cộng Hòa có tới 40 tờ nhật báo, thì Cộng sản miền Bắc sau khi tấn chiếm miền Nam, cả nước chỉ có vài tờ nhật báo. Nhân dân và quân đội nhân dân ở miền Bắc, tờ Sài Gòn Giải Phóng và Tinh Sáng của nhóm Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận ở miền Nam, tờ Tinh Sáng bị đóng cửa sau đó vài năm. Đối với Cộng sản, thời gian chiến tranh, trong nội bộ chúng không cần quan tâm nhiều, vì chúng kèm kẹp và kiểm soát toàn diện. Chúng chỉ đặt nặng công tác khai thác tự do báo chí tại phía đối phương như Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và các nước tự do. Sách lược khai thác tất nhiên là rất tinh vi, linh động tùy theo giai đoạn và hoàn cảnh đấu tranh, khai thác riêng rẽ hay vận động liên kết. Thời Việt Nam Cộng Hòa, những tờ báo thân cộng không dám ra mặt, nhưng lối viết đã kích chính quyền, bới móc chuyện xấu của chế độ vô tình hay cố ý đều làm lợi cho luận điệu tuyên truyền của Cộng sản. Trong cuộc chiến thời đó, Cộng sản Bắc Việt thì bưng bít cả miền Bắc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cộng sản miền Nam ở trong rừng sống như những con ma, thì không mấy ai biết những cái xấu xa tệ hại của chúng, trừ nạn pháo kích bừa bãi vào dân chúng, vào các làng mạc thành phố. Chỉ có những gì được phô ra hiện diện ở thành phố làng mạc của Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta dễ nhận ra và lên tiếng đả kích, phê bình. Và tâm lý chung của con người là chỉ thích nhìn thấy những cái dở, cái xấu của chế độ để có dịp chỉ trích, phê bình, hơn là để ý đến những cái hay, cái tốt của nhà cầm quyền để ca tụng, tán thưởng. Hãy lấy một thí dụ cụ thể, nhìn lên tấm bảng trắng có cái chấm đen. Người ta chú trọng đến cái chấm đen hơn là nhìn cả tấm bảng trắng, hoặc nhìn vào một người đẹp có cái sẹo nhỏ ở cằm. Người ta chú ý đến cái sẹo hơn là cả khuôn mặt xinh xắn của cô. Cũng thế, khuynh hướng của báo chí truyền thông là thích đưa chuyện giật gân, chuyện riêng tư, chuyện bí mật nhằm câu tính tò mò của độc giả để bán báo kiếm tiền. Thời đệ nhị Cộng Hòa, vì lãnh đạo yếu kém đã tạo ra muôn vàn kẽ hở và tệ đoan xã hội, nhất là nạn tham nhũng, mua quan bán chức. Các tệ nạn này là những cớ cho báo chí truyền thông khai thác. Thật ra thì nạn tham nhũng và mua quan bán chức hiện nay của Cộng sản còn tệ hại hơn gấp ngàn lần. Đàn áp, bóc lột, chiếm nhà đất của dân xảy ra nhan nhản khắp nước, nhưng bọn chúng có thèm quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân đâu. Bọn tư bản đỏ đã nghiễm nhiên ngự trị, phá hoại, bóc lột nhân dân có bài bản và lai sanh hợp pháp. Lý tưởng Cộng sản đại đồng đã trở thành chế độ bóc lột hơn bao giờ hết. Đảng Cộng sản biến thành đảng cộng hưởng, cho nên chúng ra sức bảo vệ quyền lợi của phe đảng bằng mọi mánh khóe, thủ đoạn. Trên ăn trên, dưới ăn dưới, cấp lớn ăn lớn, cấp nhỏ ăn nhỏ. Địa phương nào ăn địa phương đó.
tự do tham nhũng bóc lột nhân dân, miễn là biết chia chác và đừng bao giờ đụng tới cái ghế ngồi của cấp trên chúng là được. Những gì chúng quay mồm tra chửi chế độ tư bản đế quốc thì nay chúng tự động khoác vào cổ mình không chút ngượng ngùng xấu hổ. Hơn 800 tờ báo theo lời phải của chúng, có tờ nào dám động tới chúng chưa? Hay chỉ là bọn bồi bút viết theo lệnh đặt hàng? Cái gì đảng cũng đúng, chống đối đảng là sai. Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Lý Quý Trung, Lý Chánh Trung, Trần Ngọc Liễn, Nguyễn Long, Châu Tâm Luân, Trần Tam Tỉnh, Ngô Bá Thành, Thích Trí Quang, Chân Tính, Nguyễn Ngọc Lan đâu? Sao không thấy một tên nào dám lên tiếng như trước kia? Thời Việt Nam Cộng Hòa, nhờ tự do ngôn luận, báo chí và ngành xuất bản phát triển mạnh, chế độ Cộng Hòa non trẻ mới được thành lập sau Hiệp định Genève 1954. Tất nhiên còn nhiều khuyết điểm cần được xây dựng bổ túc là chuyện đương nhiên mà bất cứ ai có khả năng nhận thức cũng có thể hiểu và thông cảm những khó khăn đó. Trừ bọn nhà báo bất lương ngoại quốc, bọn nhà báo này xuất thân từ xứ tự do, nhưng lại là những tên bồi bút, làm công tác tình báo, viết bài theo lệnh hay chỉ thị của chủ. Bọn này chỉ nhắm vào những khuyết điểm của chính quyền quốc gia để viết bài phê bình chỉ trích. Trong số bọn này cũng có những thành phần phóng túng, tự cho là cấp tiến, có khuynh hướng thiên tả và thiên cộng. Những cái dở cái xấu xa của Cộng sản thì chúng làm lơ không nói đến, nhưng phía quốc gia có cái gì tiêu cực là chúng nhào vô chỉ trích quyết liệt. Vào cuối thời đệ nhất Cộng Hòa, chúng đã làm công tác cho CIA, ngụy tạo vu khống nhiều chuyện, nhằm tạo dư luận đưa đến việc mua chuộc nhóm tướng lãnh âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, để thay vào đó là bọn đâm thuê chém mướn, dễ dàng sai bảo. Rồi qua thời đệ nhị Cộng Hòa, bọn này lại ai vô với Cộng sản và tay sai dựng đứng nhiều chuyện nhằm bôi bẩn chế độ quốc gia, như chuyện đàn áp tù chính trị, vụ chuồng cọp Côn Sơn, vân vân, nhằm tạo dư luận thuận lợi cho Mỹ có lý do rút quân và bắn đứng miền Nam cho Cộng sản. Nhưng dù là thế nào, và dù có bị kiểm duyệt ít nhiều, thì thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến nay vẫn là thời huy hoàng của báo chí Việt Nam. Cứ bình tâm mà xét và so sánh xem suốt một thế kỷ qua, thời nào, dưới chế độ nào, báo chí và ngành xuất bản của Việt Nam được phát triển và tự do nhất. Nếu không phải là thời Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975, những tờ báo thân cộng như Tin Sáng, Điện Tín, Đại Dân Tộc, Đối Diện, vân vân của Hầu Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Hồng Sơn Đông, Võ Long Triều, Lý Quý Trung, Chân Tính, Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung đã múa may quay cuồng như thế nào nhờ chế độ tự do ngôn luận của Việt Nam Cộng Hòa. Ai cũng biết, kể cả các đương sự đều biết rõ rằng, chế độ tự do báo chí có kiểm duyệt ấy tốt hơn vạn lần chế độ báo chí đi theo lề phải hiện nay của Cộng sản Việt Nam. Chỉ cần đọc những bài viết, những hồi ký của chúng từ 30 tháng 4 năm 75 về sau, đều thấy rõ tâm trạng bất mãn, chán chường, não nề của bọn chúng. Như đã nói trên, báo chí được coi như quyền thứ tư trong các quốc gia theo chế độ dân chủ. Báo chí thường phản ảnh quan niệm và nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Báo chí cũng là món ăn tinh thần hàng ngày của họ. Bởi đó, Cộng sản tìm đủ mọi cách để xâm nhập, lèo lái hoặc phổ biến những bài vở với luận điệu tuyên truyền có lợi cho Cộng sản, hay ít ra làm giảm uy tín của nhà cầm quyền quốc gia. Cái tâm lý chung của quần chúng là tò mò, thích chuyện mới lạ, giật gân. Tờ báo nào muốn sống lâu, làm ăn phát đạt, nghĩa là được dân chúng mua nhiều, thì phải có những tin mới lạ, giật gân, những thiên phóng sự hấp dẫn, những bài quan điểm hay lập trường đanh thép, nhất là những bài viết dám đả kích chính quyền các cấp. Thường, những người làm báo kinh nghiệm phải biết đủ mánh khóe để quảng cáo tờ báo của mình. Tất nhiên trong số những người làm báo không thiếu gì những phần tử lưu manh, dùng tờ báo như công cụ để bắt địa. Những nhân vật có tật, như tham nhũng, có bồ nhí hay vợ lẽ, chúng viết phóng sự mới đầu chỉ he hé một chút để mấy ông bà nào đó có tật giật mình, có cơ hội điều đình. Khi đã ngã giá thì chúng tuyên bố vì lý do kỹ thuật,
xin tạm ngưng thiên phóng sự, vân vân và vân vân. Những tờ báo thân cộng vừa nói trên, đây đã ít nhiều, đã làm lợi cho Cộng sản. Việt Cộng đã xâm nhập và cài được người của chúng vào một số báo chí của miền Nam tùy theo mức độ. Trong đó có tên Huỳnh Bá Thành, tức họa sĩ ớt, đã làm tổng thư ký cho tờ Đại Dân Tộc của dân biểu Võ Long Triều. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Huỳnh Bá Thành hiện nguyên hình là một sĩ quan Việt Cộng, mang lon thiếu tá, đeo súng ngắn và xà cốt đi nghênh ngang giữa Sài Gòn, khiến các văn nghệ sĩ và mấy ông nhà báo thời Việt Nam Cộng Hòa phải trùng mình khiếp sợ. Người ta còn nhắc đến những Vũ Hạnh và một số những tên khác nữa đã từng bị an ninh Việt Nam Cộng Hòa bắt giam tại Trung tâm Cải huấn Tân Hiệp Biên Hòa, vân vân. Như đã nói trên, khi Cộng sản thông tính hoàn toàn miền Nam, thì tất cả báo chí của miền Nam bị đóng cửa, thay vào đó là tờ Sài Gòn Giải Phóng, một nhật báo mới của Việt Cộng được cho ra thay thế. Tờ báo chỉ có 4 trang nghèo nàn tin tức, chẳng có gì lạ ngoài những thông cáo và chỉ thị. Thời gian sau, nhóm nhà báo thân cộng như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, thời Việt Nam Cộng Hòa được Hà Nội cho phép tái bản tờ Tinh Sáng. Vài năm rồi cũng bị đóng cửa vĩnh viễn luôn. Để xoay sở kiếm sống, mấy anh nhà báo thân cộng xu thời này bắt đầu mon men viết bài ca tụng đảng, nhưng chẳng ích lợi gì cho cá nhân. Bây giờ, mấy anh mới mở mắt to ra mà nhận thức rằng Cộng sản là loài điểu cán, chuyên bắt chanh bỏ vỏ, chanh hết nước thì chúng dục vô thùng rác. Phần thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ ba.